Kim chỉ nam, hoạt động của ma quỷ. Ma quỷ là một thực thể không thể chối cãi, và những việc làm của ma quỷ trong thế giới loài người là một thực tại hiển nhiên đã được chính Đức Giêsu quả quyết, như khi nhắc nhở Simon Phêrô phải thận trọng cảnh giác, vì ma quỷ xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Hay với các tông đồ ở vườn cây dầu, anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Vì việc làm chính, công tác chuyên môn của ma quỷ là cám dỗ, lôi cuốn loài người nghĩ xấu, nói xấu, làm xấu, để nhận về hậu quả xấu là ghen ghét, bất hòa, thù hận, bạo lực, bất hạnh và chết chóc. Không chỉ chết chóc, bất hạnh ở đây, hôm nay, đời này, mà còn bất hạnh, chết chóc đời đời ở thế giới bên kia sau khi rời bỏ dương thế. Tin mừng khẳng định ma quỷ là thủ tạo đã phản nghịch Thiên Chúa là đấng chủ tạo khi kiêu căng môn bằng Ngài. Tuy trừng phạt các thiên thần bất trung và loạn trong hỏa ngục, nhưng Thiên Chúa không tước đoạt bản tính thiên thần thiêng liêng của chúng mà Ngài đã dựng nên. Vì thế, ma quỷ vẫn có khả năng hoạt động cách vô hình thiêng liêng để chống phá Thiên Chúa bằng lôi kéo loài người từ bỏ Ngài để đi theo chúng. Và nếu Thiên Chúa là tình yêu, thì ma quỷ gieo rắc ganh ghét, hận thù. Nên nếu ở đâu có tình yêu, ở đó có Thiên Chúa thì ngược lại. Ở đâu có ganh ghét, hận thù, ở đó có ma quỷ. Ma quỷ và Thiên Chúa như ánh sáng và bóng tối, như thiên đàng và hỏa ngục, như sự sống và sự chết, không thể sống chung ở cùng, không thể chia sẻ hợp tác. Nên ở đâu có Thiên Chúa thì ở đó không có ma quỷ và ngược lại. Ma quỷ còn là gian trá, xảo quyệt, lừa lọc, quanh co, trong khi Thiên Chúa là đường và sự thật. Ở ma quỷ không có sự thật, mà chỉ toàn là bánh vẽ hão huyền, ảo tưởng, được dùng để lừa phỉnh con người, đầu quân theo chúng. Ma quỷ còn là bạo lực đưa đến chết chóc, trong khi Thiên Chúa là sự sống, là đấng ban sự sống và gìn giữ sự sống của mọi loài. Hơn thế nữa, Thiên Chúa còn là sự sống lại khi ban cho con người được sống lại với Ngài, như Đức Giêsu đã tuyên bố ở Bethania khi cho Lazarô sống lại từ cõi chết. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Câu chuyện Ca-in giết em ruột mình là Abel, cuộc thảm sát đầu tiên của lịch sử loài người, đã nói lên sự can thiệp mãnh liệt và dữ dội của ma quỷ trong thế giới loài người. Sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội, câu chuyện này cho chúng ta thấy rõ tính cách gian dối, ganh ghét, bạo lực và chết chóc của ma quỷ. Ca-in bị ma quỷ châm ngòi ghen tức, sa sầm nét mặt với em mình. Khi lễ dâng của em được Thiên Chúa nhận, còn của mình thì không. Ca-in được ma quỷ hướng dẫn lập mưu lừa dối em mình, để em cùng ra ngoài đồng với mình. Và khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến giết Abel, em mình. Sau khi giết chết em, bị Thiên Chúa vặn hỏi: Abel, em ngươi đâu? Ca-in đã cứng đầu chối: Con không biết, bộ con là người canh giữ em con sao? Và Thiên Chúa đã lật tẩy tội ác giết em của Ca-in. Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên ta. Giờ đây, ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi do tay ngươi đổ ra. Từ bản chất ganh ghét, gian dối, bạo lực chết trong đó, chúng ta có thể khám phá kim chỉ nam hoạt động của ma quỷ trong công tác gieo cỏ lùng nguy hại xấu xa trong lòng nhân loại và làm cho nhân loại phải bất hạnh và chết đời đời. Ngược lại, ý muốn cứu độ toàn thể nhân loại của Thiên Chúa khi ban cho mọi người sự sống, tình yêu, an bình và hạnh phúc đời này, đời sau. Thứ nhất, ma quỷ áp dụng chiến thuật kình đạo rỉ rả, bị mực nhỏ to để khơi dậy lòng kiêu căng, ganh ghét. Ma quỷ là kẻ gian ngoa, dối trá, nên sợ ánh sáng, tránh đám đông. Chúng đeo mặt nạ xinh xắn, tươi đẹp, công chính để lôi cuốn, cám dỗ, nên rất sợ mặt thật bị lật tẩy, hành tung bị phát hiện, mưu đồ đen tối bị khám phá, bóng tối, bí mật, tách rời, chia rẽ, cô lập để dụ dỗ, tấn công là ngón đòn lợi hại của chúng. Nên để phá một cộng đoàn đang hiệp nhất, chúng bí mật nhỏ to với từng người để đánh thức lòng kiêu căng, rỉ rả, xa xa, gần gần với từng thành viên để khơi dậy cái tôi vĩ đại và liên tục bỏ nhỏ những tính hư, tật xấu của người khác để tạo mâu thuẫn, căng thẳng, đồng thời gieo rắc nghi ngờ, đe dọa nhằm làm ô nhiễm bầu khí cộng đoàn bằng siêu vi trùng hoang mang, sợ hãi, phòng thủ, tố cáo, phản bội. Chúng biết cái yếu của con người là cái tôi, nên tập trung vinh danh cái tôi của người đang bị cám dỗ bằng thêu dệt công trạng, vẽ vời nhân đức, tô điểm nhân thân lý lịch của người ấy, và cùng lúc so sánh cái tôi vĩ đại, thánh thiện, hoàn hảo đang được bàn tay phù thủy của ma quỷ đánh bóng với những người chung quanh đầy khuyết điểm, tội lỗi, bất xứng, vô dụng. Vì ngoài ngón gian xảo, ganh ghét, bạo lực, ma quỷ còn là tên tố cáo siêu hạng. Với ngón đòn tung cao cái tôi của nạn nhân, ma quỷ nắm chắc thành công khi chia rẽ người này với người kia, nhóm này với nhóm khác, cộng đoàn này với cộng đoàn nọ. Vì chẳng ai chịu để cái tôi của mình, cái chúng tôi của phe nhóm cộng đoàn mình thua cái tôi, cái chúng tôi của người khác, phe nhóm cộng đoàn khác. Thế là tất cả tự nguyện tách xa nhau, đối kháng nhau, kịch liệt lên án và quyết tâm tiêu diệt nhau, mà không biết tất cả đã lọt lưới ma quỷ và cùng đi đến bất hạnh, diệt vong. Eva, mẹ nguyên tổ của chúng ta, cũng sập bẫy ma quỷ vì đã một mình nói chuyện, tâm sự nhỏ to, rã rít với rắn Satan. Trong tường thuật về sa ngã, Kinh Thánh đã khẳng định rắn và người đàn bà đã nói chuyện riêng với nhau mà không có mặt người đàn ông. Nghĩa là Eva đã để Satan gặp riêng và nhỏ to cám dỗ, mà không hề nói với chồng là Adam, cũng không kể lại cho chồng sự kiện gặp gỡ riêng rắn, mà chỉ đưa cho chồng cùng ăn khi bà hái trái cây mà ăn. Nghĩa là sau khi bà đã quyết định làm theo lời dụ dỗ của rắn. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng. Nó nói với người đàn bà: có thật Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn: trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái cây ở giữa vườn Thiên Chúa đã bảo các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Rắn nói với người đàn bà: chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác. Rắn cứ rỉ rả, nhỏ to, kín kín hở hở cám dỗ Eva. Và cuối cùng Eva đã sập bẫy ma quỷ chỉ vì muốn cái tôi trở thành cái thần, để biết hết mọi sự như Thiên Chúa biết. Giá như bà đừng giấu chồng bí mật tám với rắn, nhưng kể cho chồng hoặc gọi chồng đến nói chuyện công khai, thì chưa chắc rắn Satan đã thành công khi chia rẽ ông bà ra khỏi Thiên Chúa, như sẽ chia cách Cain ra khỏi Abel, em ruột mình. Thứ hai, ma quỷ vẽ ra một tương lai hấp dẫn, một viễn tưởng huy hoàng, để thôi thúc con người phản bội. Người ta phản bội nhau phần lớn do ước mơ một điều gì đó tốt hơn, đẹp hơn, hạnh phúc hơn những gì đang có với nhau. Phản bội nhau vì muốn tiến đến một ngày mai vượt xa hôm nay, muốn nắm bắt một tương lai không còn bình thường, tầm thường như hiện tại. Vì thế, để cám dỗ con người đi vào vùng tối phản bội, ma quỷ dùng chiêu trò cho người ta ăn bánh vẽ, nghĩa là mê hoặc, làm lu mờ tâm trí con người bằng những hình ảnh ảo, lý tưởng ảo, công trình ảo, kế hoạch ảo, đường lối ảo, và nguy hiểm nhất là đời sống thánh thiện ảo. Như Eva và chồng đang sống trong địa đàng hiện tại, ở đó ông bà có Thiên Chúa, có tất cả mọi sự cho hạnh phúc tròn đầy và viên mãn của ông bà. Nhưng rắn Satan biết Eva còn mơ một ngày mai, một địa đàng nhiều lần lớn hơn, hoành tráng, huy hoàng, dịu vợi hơn địa đàng đang có với Thiên Chúa, nên đã vẽ ra cho bà một ngày mai biết hết mọi sự mà Thiên Chúa còn giấu giếm. Một viễn tưởng trở thành thần thánh, một tương lai nắm giữ cả thiện ác, lành giữ trong tay như Thiên Chúa. Ma quỷ vẫn tiếp tục sử dụng ngón đòn cũ rích nhưng rất ngoạn mục và hiệu nghiệm này cho đến tận thế, để cám dỗ con người phản bội Thiên Chúa và phản bội nhau. Gia đình đang ấm êm hạnh phúc, nhưng khi bị rắn Satan nhỏ to chuyện đổi đời, chuyện ngày mai thành đại gia, chuyện tương lai phút chốc lên hàng mệnh phụ, thì lập tức vợ chồng lục đục rồi lạnh lùng theo thời gian từng bước đi về ly tan. Chiêu trò của ma quỷ là xúi giục chúng ta bỏ hiện tại với hạnh phúc và những gì đang có như quà tặng của Thiên Chúa, để nuôi giấc mộng ảo ở tương lai với chiêu bài phải cải tiến, phát triển. Nhưng thực ra là để gây mâu thuẫn, bất đồng, chia rẽ, đối kháng, tan hàng. Ma quỷ đe dọa, gây bất an, lo sợ và thúc đẩy đến giải pháp bạo lực. Mục tiêu cuối cùng của ma quỷ khi cám dỗ con người là làm cho con người bất an, lo sợ, để phải đi đến giải pháp bạo lực dẫn đến bất hòa, chiến tranh, chết chóc. Hãy nhìn vào Eva. Khi đẩy Eva lên đỉnh cao của ngày mai, sẽ nên như những vị thần biết điều thiện, điều ác. Ma quỷ đã gieo trong bà hoang mang, nghi ngờ và kết thúc bằng hành động xé nát hợp đồng yêu thương, ân tình với Thiên Chúa khi hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình. Cũng vẫn chiêu trò bạo lực, ma quỷ luôn đề nghị và xúi giục chúng ta dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề, thay vì dùng tình yêu, lòng xót. Bởi chỉ bạo lực, ma quỷ mới thực hiện ráo rút chương trình tước đoạt hết những gì con người lãnh nhận từ Thiên Chúa. Như ông bà nguyên tổ đã thấy mình trần truồng, họ mới kết lá và làm khố che thân. Ông bà trần truồng vì hành động đầy bạo lực khi kiêu căng chống lại lệnh cấm ăn trái cây ở giữa vườn của Thiên Chúa. Chính hành động bạo lực xuất phát từ kiêu căng đã đẩy ông bà đến tình trạng bị tước đoạt tất cả những gì đã có trước đó. Cũng như Cain, khi bị ma quỷ đẩy đến quyết định bạo lực giết em, anh đã mất hết những gì đã có trước đó, nhưng bị nguyền rủa xua đuổi như chính Cain đã than thở. Hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất, con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài. sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Tóm lại, phần thưởng cuối cùng ma quỷ dành cho những người sập bẫy cám dỗ của chúng là mất hết mọi sự đã nhận được từ Thiên Chúa. Phải xa hẳn mặt Ngài, phải chui lủi trốn tránh vì mặc cảm tội lỗi, và phải chết như mục tiêu của ma quỷ đã hoạch định từ đầu. Trước những thủ đoạn ngàn đời và mánh lưới quen thuộc của ma quỷ, điều chúng ta phải làm để không sập bẫy chúng là thực hiện lời Đức Giêsu đã cảnh báo, căn dặn. Cầu nguyện. Anh em hãy cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Vì cầu nguyện là bám chặt lấy Thiên Chúa là nguồn ơn phù trợ. Ngài là đấng mạnh mẽ trong chinh chiến, sẽ giúp chúng ta chiến thắng ma quỷ. Hy sinh hạ mình. Lời cầu nguyện của chúng ta chỉ thực sự đẹp lòng Chúa nếu kèm theo những hy sinh hãm mình. Bởi khi hy sinh hãm mình, chúng ta tự nguyện xin được đóng đinh vào thánh giá với Đức Giêsu để được mật thiết kết hợp với Ngài. Khi đó, chúng ta được sống chính sự sống của Đức Giêsu như Thánh Phao-lô xác quyết. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không phải tôi sống mà Chúa Kitô sống trong tôi. Có Chúa sống trong ta, ta sẽ còn sợ ai, sợ kẻ thù nào? Thực hành đức ái anh hùng khi yêu và cầu nguyện cho cả kẻ thù. Ma quỷ là ganh ghét, thù hận, bạo lực và chết chóc. Nói cách khác, ở ma quỷ không có chút gì yêu thương, và những người thuộc về ma quỷ mất hết khả năng yêu thương vì không có Thiên Chúa, đấng là tình yêu. Vì thế, vũ khí ma quỷ ngao ngán khiếp sợ ở chúng ta chính là chúng ta yêu thương anh em mình. Khi cám dỗ, ma quỷ luôn tìm cách lấy chúng ta ra khỏi tình yêu bằng thúc đẩy chúng ta ganh ghét, đố kỵ, thị phi, để chung quanh ta sẽ chỉ còn những kẻ thù, đối thủ. Công tác chính yếu của ma quỷ là làm cho loài người ganh ghét, hận thù nhau. Vợ chồng nghi ngờ nhau, cha mẹ con cái giận hờn nhau, anh chị em tranh chấp nhau, họ hàng cắn xé nhau, láng giềng đố kỵ nhau, đồng nghiệp đấu đá nhau, đồng đạo nói xấu nhau, đồng hương bôi bác nhau, đồng bào khinh bỉ nhau, đồng chí tẩy chay nhau. Do đó, vũ khí Đức Giêsu dạy chúng ta phải sử dụng để chiến thắng trong mọi hoàn cảnh, trước mọi cám dỗ dù nguy kịch, dữ dội đến đâu, chính là hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đây là sức mạnh phi thường Thiên Chúa ban cho chúng ta để đánh gục ma quỷ. Dù con ma, thằng quỷ ấy có dữ dằn, kinh dị đến cỡ nào, vì chúng không thể chịu được, cũng không thể cầm cự được, nhưng phải tháo lui, trốn chạy khi vũ khí tối tân nhất của tình yêu là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người ngược đãi mình được trực chỉ bắn vào chúng. Thứ tư, điều cần làm sau cùng là vạch trần và lột mặt nạ ma quỷ bằng công khai hóa việc bí mật, làm lộ ra chuyện bí ẩn chúng đang âm mưu. Eva đã tự bí mật trao đổi và nhỏ to kín đáo với Satan nên mới sập bẫy. Nhưng nếu bà nói ngay với chồng, tiết lộ kế hoạch của Satan với Adam và kể cho Thiên Chúa âm mưu đen tối, xúi bà bất trung, thì làm gì nên nông nỗi cho con cháu phải đọa đầy. Vì ma quỷ gian dối nên chỉ thành công với ai thích tiêu lòn, đi đêm, thẩm thục giấu giếm. Còn những tâm hồn trong sáng, cương nghị, thẳng thắn, chỉ thích minh bạch, rõ ràng, chính nghĩa, chính trực, thì chúng ngã mũ chào thua. Bởi là con cái của bóng tối, chúng không chịu nổi ánh sáng công chính của mặt trời. Vâng, chúng ta không thể thoát khỏi rất nhiều cám dỗ đủ kiểu, đủ loài của ma quỷ. Vì chính Đức Giêsu cũng đã để ma quỷ cám dỗ trong hoang địa. Trước những cám dỗ, thái độ khiêm nhường, không dựa vào sức mình nhưng dựa vào ơn phù trợ của Thiên Chúa là điều cần thiết. Và với tâm tình khiêm nhường của con thơ trong vòng tay ôm của cha mình là Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện, hy sinh, yêu mến và bình an, tin tưởng. Với ơn phù trợ ở nơi danh Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng ma quỷ.